chia sẻ cho mọi người toàn bộ các cái mẹo để chúng ta sơn một bộ sơn gel để có được độ bền đến 2 tháng, đảm bảo là cậy không đi mọi người nhé. Sau đây là những bí quyết mà chúng ta sẽ có được một bộ sơn gel với độ bền từ 2 tháng luôn. Đây là những cái mẹo rất là nhỏ thôi mọi người nhé, trong các bước chúng ta làm. Nhưng tại sao mà có người làm bền mà có người làm lại chóc nhanh thì mọi người hãy theo dõi video sau nhé. Trước hết để nhặt được sơn được một bộ sơn bền thì bước quan trọng đầu tiên chúng ta cần đó là nhặt được da sạch, đặc biệt là phần viền móng mọi người nhé. Sau khi nhặt da và rũ form xong thì chúng ta sẽ sử dụng cây phào Sunshine này với hai mặt để chúng ta phào bề mặt móng. Tức là phào mà mọi người phào vội quá ấy, thì nó cũng không được bền nhá. Bởi vì là mình cứ phào kín hết bề mặt đi. Đối với khách nào mà tay mà mỏng á, thì móng tay mỏng mình phào nhẹ thôi. Đấy, phào này chỉ là mình làm nhám cái bề mặt móng thôi. Cho nên mình cần nhám kỹ hết toàn bộ bề mặt móng, chứ không phải là mình cứ phào thật mạnh, ăn sâu vào tay, vào móng tay khách là bền nhá. Phào kín này. Nếu như mọi người thắc mắc về các cái bước nhặt da như thế nào để được sạch thì hãy theo dõi các video trước đây, thì đã có rất là nhiều video từ cách cầm kìm đến nhặt da rồi. Đây, hãy thực hiện nhanh nhá. Cái bước phào này là bước không có gì là xa lạ nữa, nhưng mà muốn cho mọi người biết là đây là một mẹo là chúng ta sẽ phào kín hết bề mặt móng. Đây là sau khi đã nhặt da và rũ form rồi nhá. Chúng ta sẽ phào đi một mẹo khi phào, và khi sơn thì chúng ta cũng có vài mẹo khác, cho nên là bước phào này thật sẽ làm nhanh thôi. Các bạn tay càng. Tay của mẫu hôm nay thì là sơn hơi móng sẽ hơi ngắn, cho nên phải sơn trơn. Chỉ là để mọi người nhớ được các bước thôi. Làm sao để chúng ta có bộ sơn gel trơn bền. Có bộ sơn gel bền nha. Còn về cụ thể ấn xà cừ này, kẻ vẽ này, hay là dán sticker, vẽ loang thì cũng vẽ gì đó thì đã đều có trong các video ở bên dưới. Mọi người có thể click vào để xem nha. Đây, sau khi mà chúng ta đã nhám xong rồi, gỡ phào nhám xong rồi nhá, thì mình sẽ sơn lớp đầu tiên, đó là lớp base. Sau khi mà mình phủi đi nhá, thì mình sẽ sơn spray lên. Thì trước khi sơn thì chúng ta sẽ sử dụng giấy lau gel để chúng ta lau cái cồn, lau bằng cồn để mình lau hết hoàn toàn bụi đi. Sau đấy thì mình sẽ sơn base. Để trong một lát cho cái cồn này nó bay đi mọi người nhá. Không nên sơn ngay. Không được sơn ngay, chúng ta sử dụng base. Dòng base hoa hồng chính hãng mọi người nhá. Đây, khi sơn thì chúng ta có thể sơn từ ngón cái, từ ngón út trở lên, hoặc là sơn từ ngón trỏ xuống, sao cho là ngón cái là ngón chúng ta sơn cuối cùng, bởi vì nó rất hay bị chạm. Bí kíp tiếp theo nhá, mẹo tiếp theo. Nhiều bạn là sơn đến 2 đến 3 lớp sơn base luôn, nhưng thật ra thì chúng ta chỉ cần sơn một lớp mỏng, càng mỏng càng bền nhá. Thật mỏng càng bền. Đó, mọi người hãy nhớ nhá. Khóa đầu móng này, luôn luôn khóa đầu móng. Thật nhớ khóa đầu móng. Tuy nhiên thì khóa đầu móng mỏng thôi mọi người nhá. Khóa đầu móng mỏng thôi, bởi vì là khóa đầu móng mà dày quá thì khi mà móng tay mà va đập vào đâu, nó sẵn sàng nó bong hết cả cái đầu móng luôn. Có khóa nhưng khóa mỏng. Tất cả những gì Thảo nói trong video lần sơn này đều là những cái mẹo mà Thảo đã rút ra được từ nhiều bộ sơn, rất là nhiều bộ sơn rồi. Cho nên là mọi người có cần thì mọi người hãy theo dõi hết video nha. Ở đây có những ai đã từng sơn lớp base từ 2 đến 3 lớp không, hoặc là sơn base rất dày không mà mọi người nghĩ là như vậy sẽ bền không ạ? Mọi người comment phía bên dưới nhé. Nhớ khóa đầu móng, khóa thật mỏng. Lau phần lem đi, rồi sơn ngón cái. Đẩy lên nhá. Cách chân móng một sợi tóc thôi. Mình sơn kể cả đối với lớp sơn gel cũng vậy. Không sơn tràn lên. Tràn lên, nếu như mà mình sơn cách xa móng nó còn bền hơn là cả việc là mình sơn bị tràn lên cái trên da khách. Thì như vậy thì nó sẽ giảm độ bền đi rất là nhiều. Vì là khi cái móng tay mà nó mọc dài ra ấy, thì nó sẽ bị kênh lên và nước vào. Đây có một cái lông. Rồi,
mà mình làm tiệm ấy, khi mà mình làm tiệm á thì một là độ đẹp này, hai là độ bền, là hai cái yếu tố giữ khách đầu tiên. Tức là hầu hết là mọi người khách chưa thể hiểu được là một bộ sơn gel thì chỉ nên để tầm gần một tháng thôi là mình nên tháo nó đi đó để mình làm bộ khác. Thế nhưng mà thường thường thì khách ở Việt Nam hay thích là càng bền càng tốt, càng bền ý là càng là sơn xịn, càng là kỹ thuật cao, nên là mình cứ làm cho bền nha. Còn một phần khách thì họ vẫn hiểu là kiểu khi nó dài ra rồi ấy thì mọi người nhìn thấy là nó không được đẹp nữa, không được đẹp mắt nữa, thì mọi người sẽ tháo đi để làm bộ mới. Mọi người thấy đúng không ạ? Khi làm khách Việt Nam, ví dụ mà tầm một tuần, 10 ngày bắt đầu chóc một tí ra thôi thì khách sẽ thấy là nhà người này sơn không tốt, cái chai sơn là sơn đểu. Nhưng thật ra không phải. Dù là chai sơn có đắt tiền đến mấy nhưng mà mình làm sai kỹ thuật hoặc là mình làm ẩu á, mình sơn bị lem thì nó cũng vẫn là không bền thôi. Khi mọi người hơ nhá, hơ lớp base này thì hãy hơ, thay vì hơ 60 giây, hãy hơ 99 giây cho Thảo. Tức 60 giây đã đủ khô rồi, nhưng muốn bền, thật sự bền thì hãy hơ 99 giây. Lớp base cũng vậy, lớp sơn cũng vậy, còn lớp top sẽ là một thời gian khác nhá mọi người nhá. Đấy, thời gian như thế nào thì Thảo sẽ nói ngay sau khi chúng ta sơn top. Đứng hơ đèn xong lớp base thì chúng ta sẽ tiến hành sơn màu nhá. Đấy. Tức là cái dòng hoa hồng này nếu chúng ta tìm được đúng dòng chính hãng thì lớp sơn base mọi người nhìn này, sơn base thôi đã rất là bóng rồi. Đấy, bây giờ chúng ta sơn màu nhá. Hôm nay Thảo sơn một màu đó là màu rêu. Màu siêu xinh luôn. Mọi người đẩy nhá. Đấy, các chân móng một sợi tóc. Mọi người cong cái cọ sang hai bên, chuốt nó lại ha, gạt đi. Vì lọ sơn này còn rất là đầy cho nên chúng ta cần gạt đi nhiều lần. Gạt để mình khóa đầu móng. Còn tiếp theo, đây chúng ta cũng sơn cách chân một sợi tóc nhá. Tức là các lớp sơn này nếu như chúng ta muốn bền thì chúng ta sẽ sơn mỏng. Bởi vậy cho nên chúng ta cần sơn gel từ 2 cho đến 3 lần. Một là để nó không bị sun, bị co. Hai là để cho nó thật là bền. Khóa đầu móng này. Rồi. Chị thay lòng đây. Gạt đi, gạt còn thật ít thôi, chúng ta mới khóa đầu móng. Nếu cảm thấy đầu móng dày ấy, lọ sơn này đầy quá. Đầu móng dày chúng ta chải lại một lần nữa. Đó, như vậy đầu móng sẽ được mỏng đi. Tức là khi mà chúng ta nếu như nhặt da không sạch thì lập tức là khi đẩy sơn lên đến viền móng cách một sợi tóc, tức là sơn nó đã dính lem hết cả vào phần da chúng ta nhặt chưa sạch rồi thì nó sẽ không bao giờ tròn khóe được. Đấy. Rồi bàn bên kia chúng ta sơn nhanh nhá. Thế một bàn để làm hướng dẫn cho mọi người sẽ sơn chậm. Bàn kia chúng ta sẽ thực hiện sơn nhanh hơn. Xong mình sẽ hơ đèn 99 giây nhá. Tiếp tục đến bàn bên này. Thank you.
chúng ta cứ làm các bước tương tự thôi. Đó, khi xem các video mọi người thấy những video này bổ ích hay là có giúp ích cho mọi người ít nhiều thì mọi người hãy comment ở bên dưới để cho Thảo biết nha. Khóa đầu móng thì quan trọng nhất là cả phần viền, cho nên là Thảo thấy nhiều bạn là chỉ khóa phần giữa thôi và không nên. Thế hai phần đầu móng này mới là hai phần cần khóa. Đấy, mình cần khóa từ đầu này. Đó, chứ không phải là sau thì mới khóa mỗi phần giữa thôi. Đẩy sơn thật tròn nhé. Đây là bước rất chi tiết rồi, cho nên bạn nào mà ở các video trước có hỏi Thảo là chị ơi sao em sơn mà cứ bị chóc đầu móng thì là do chúng ta không khóa và chúng ta hơ đèn không kỹ. Và bạn nào có hỏi Thảo là chị ơi sao em sơn mà không được tròn khóe thì mọi người hãy theo dõi video này nha. Cụ thể các cách đẩy cọ Thảo đã zoom lên rất rõ cho mọi người nhìn rồi. Rồi chúng ta tiếp tục bỏ vào hơ đèn 99 giây. Rồi đến bàn bên này. Nước thứ hai chúng ta cũng đẩy y hệt như vậy. Còn nước sơn tốp nữa là chúng ta sẽ có thời gian riêng cho tốp mọi người nha. Nước đầu bao giờ nó cũng không đều. Bao giờ lên nước thứ hai thì nó cũng mới đẹp được mọi người nhé. Cho nên là các bạn mới học đừng bao giờ thấy sơn một nước thấy là hốt hoảng rồi vì là nó không giống như màu mình thích. Khách cũng vậy. Khách thì thường lên một nước sơn thì khách sẽ thấy là em xem lại xem có lúc khi không phải màu chị thích rồi, nhưng thật ra là sơn gel bao giờ cũng vậy, một nước chưa bao giờ nó sẽ lên được đúng màu mọi người nha. Đối với màu sơn mà đẹp rồi ấy, thì mọi người chỉ cần sơn màu sơn trơn đã thấy đẹp rồi. Màu sơn xấu chúng ta có trang trí nhiều khi cũng gỡ gạc được một vài phần thôi. Đấy. Chất sơn thì mọi người nên chọn sơn với cái chất sơn đặc nhá. Mình được mở ra test mà nên mình được chọn. Khi mà chọn sơn mọi người sẽ có được các tiêu chí như sau. Sẽ có các tiêu chí để chọn đấy ạ. Vỏ sơn này, đẹp, chất sơn, màu sơn đẹp. Và có bán lẻ màu và nhiều màu thế thôi. Chỉ đạt được các tiêu chí trên thì mọi người nên mua sơn nhé. Rồi, mình lại tiếp tục hơ đèn 99 giây nha. Mọi người nhớ nhá, khi mà hơ đèn 60 giây thì nó đã khô rồi. Nhưng mà để thật sự là bền thì chúng ta nên hơ 99 giây. Mọi người ai mà đã từng hơ 60 giây ạ? Có ai đã từng hơ 60 giây không ạ? Mọi người comment phía bên dưới nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử theo cách mới, xem là có khác biệt không nhá. Sơn mỏng đi này, hơ 99 giây và khóa đầu móng. Sử dụng chất sơn đặc. Chất sơn loãng thì nhiều khi nó cũng kém bền hơn một chút. Cho nên là chúng ta cũng nên chọn chất sơn.
vì loãng thì nó sẽ liên kết kém hơn mà. Rồi, chỉ còn ngón cái chúng ta đã hoàn thành rồi. Chúng ta lại bỏ vào hơi đèn nha. Hơi đèn 99 giây mọi người nhé. Xong rồi chúng ta sẽ sơn lớp bóng. Và đây đã là bước cuối cùng rồi. Sẽ có một cái lưu ý quan trọng tại bước top này nhé. Chúng ta hãy nhớ đầu tiên là sử dụng sản phẩm base top chính hãng. Ở cái bước top này thì sẽ có thời gian như sau. Thời gian hơ của bước top này đó là chúng ta sẽ hơ trong vòng 2 lần 99 giây nhé. Thì đảm bảo là cái lớp top đến một mức gọi là khô không thể nào mà chạm vào có vân tay luôn thì nó mới bền được. Mọi người thấy màu sơn xinh không? Sử dụng tốt lên càng bóng thì càng xinh. Cái này nói ngoài, cắt đi. Đỏ xanh đẹp đấy. Đẹp chứ. Đây em không nhìn thấy gì đâu đấy. Mình sơn rồi mình ngủ thoải mái. Em né cái nọ như kia. Sơn lên đây này, nhưng mà phải ra đây mới vào ống kính. Em ngồi lệch nãy rồi mọi người. Ngồi đi khổ lắm. Sướng đi. Đi đất, đi gần đi hóa em. Như vậy là sau khi đã hơ tốp xong 2 lần 99 giây thì đây là sản phẩm của chúng ta. Vừa rồi Thảo vừa mới trình bày, Thảo vừa chia sẻ cho mọi người toàn bộ các cái mẹo để chúng ta sơn một bộ sơn gel để có được độ bền đến 2 tháng, đảm bảo là cậy không đi mọi người nhé. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe đoạn chia sẻ của tôi trong video vừa rồi. Hãy bấm nút subscribe, nút đăng ký ở phía bên dưới màn hình để nhận được video của tôi sớm nhất. Hãy đăng ký nó ngay bây giờ, bấm nút hình quả chuông để lần sau khi tôi phát sóng, bạn có thể nhận được video của tôi sớm hơn những người khác. Nghi Thảo xin chào các bạn và xin cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của Nghi Thảo.